Ở tập trước, Diệp Phàm đã đánh cho hai tên ở Tinh Phong một trận tơi tả. Chúng ta sang tới nội dung của Giả Thiên tập 50. Lý Nhân Ngu cũng đã bắt đầu đưa Diệp Phàm tu luyện. Ở trên đỉnh Chiết Phong, Cửu Sai Thiên không ngừng phóng to hóa thành 9 tòa bình đài vô cùng huyền ảo. Lý Nhân Ngu chậm rãi bay lên, rồi đưa một cỗ lực lượng quần lấy tiến vào bên trong những cung điện huyền ảo này. Ở trên đỉnh núi vô cùng vắng lặng và yên tĩnh, giống như đang hình thành một thế giới mới. Vạn vật biểu lộ toàn bộ, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, hình thành một quá trình tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Diệp Phàm thì đứng ở trên đỉnh Chiết Phong không nhúc nhích mà quan sát. Quy tích thiên địa như phẳng phất hiện lên, tạo thành một quy tắc và trật tự thơm ảo, biến thành những hoa văn và đồ án thần bí. Chiết Phong đang trở về thời vốn có của nó đang diễn hóa đạo và lý. Cả một ngọn núi như một bộ kinh thư, phải cần hòa nhập tâm hồn vào nó mới có thể thấy được quá trình sinh diễn và biến hóa này. Diệp Phàm không phải Lý Nhược Ngu, hắn mới tới Chiết Phong được hơn nửa tháng, hắn không rõ những căn cơ và lai lịch của ngọn núi này, cho nên rất khó hòa nhập tâm hồn vào đó. Thế nhưng mà trong lòng của hắn lại có hạt bồ đề đoạt được ở Đại Lôi Âm Tự, trong nó ẩn chứa đồ án đạo lý trời sinh, hiển thị quá trình sinh diễn của tự nhiên, làm cho tâm hồn của hắn thanh tĩnh tới vô cùng. Bồ đề là ngộ đạo thánh tụ ở trong truyền thuyết, được gọi là trí tuệ thụ, có thể giúp con người khai mở thần tính, ngộ được đại đạo của trời đất. Nó là một trong những vật bất phàm nhất. Lúc này Diệp Phàm có hạt bồ đề thần bí hỗ trợ, hắn đã thực hiện được quá trình xung hợp đạo pháp tự nhiên vào trong hoàn cảnh. Những âm thanh kỳ lạ cứ vang vọng ở trong không gian. Lý Nhược Ngu lúc này ngồi im không nhúc nhích, yên lặng như là bàn thạch, lắng nghe thiên âm kỳ diệu. Truyền thừa của Chiết Phong đã đoạn tuyệt hơn 500 năm, bây giờ huyền pháp lại tái hiện, cánh cửa bước vào đạo đã mở ra, vô số đạo lý kỳ diệu cũng được hiển thị. Chẳng có thần lực nguyên tuyền phun trào từ dưới mặt đất, cũng không có điểm lành từ trên trời hạ xuống, chỉ có một loại truyền thừa giản dị, một loại đạo vẫn đang lưu chuyển tự nhiên. Trong lòng của Diệp Phàm đang biến hóa kỳ dị, đang dung nhập hoàn toàn với Chiết Phong. Lý Nhược Ngu có thể cảm ngộ tất cả, hắn cũng có thể lắng nghe mọi thứ. Hạt bồ đề tỏa ra hơi ấm tự nhiên, làm cho tâm hồn của hắn đang thanh tịnh tới vô cùng. Hóa ra đây không phải là tiên thuật truyền thừa gì cả, mà là tâm pháp căn bản của Chiết Phong. Một trong kiểu bí không phải là huyết pháp tu hành, nó là một loại bí thuật. Nếu kết hợp với tâm pháp truyền thừa của Chiết Phong thì sẽ phát huy ra được một loại sức mạnh thần bí khó lường. Tâm pháp truyền thừa của Chiết Phong chính là cơ sở của mạch này, chỉ có nắm giữ phương pháp tu luyện này thì bản thân mới có thể trở nên cường đại và phát huy được hết sức mạnh của bí thuật. Một trong kiểu bí đúng là tuyệt thế bí pháp, một khi được vận khởi sẽ ngẫu nhiên phát động, có thể phát huy chiến lực cao gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đây chính là bí pháp tuyệt thế mà các thái cổ thế gia và thánh địa thèm đỏ cả mắt. Không có tâm pháp, không có chiêu thức, vẹn vẹn chỉ có 9 loại bí thuật. Nếu như có thể hợp nhất được nó, thì cho dù là cổ kinh ở Đông Hoàng cũng không sánh được. Từ đó mới biết được nó có giá trị lớn tới mức nào. Tâm pháp cơ sở của Chiết Phong quả nhiên có một chút độc đáo, không hổ là một trong truyền thừa mạnh nhất của Thái Huyền Môn. Hơn 500 năm trước, chủ phong của ngọn núi này chiến đấu với Thái Thượng Trưởng Lão của Diệu Quang Thánh Địa thì đã đủ để nói lên điều này. Dù nó không thể so sánh với đạo kinh, thế nhưng cũng rất là thần diệu. Diệp Phàm vừa tiếp nhận vừa so sánh hai thứ với nhau, tìm tòi nghiên cứu, thế nhưng cái hắn quan tâm nhất chính là một trong kiểu bí. Đây là điều hắn vô cùng mong muốn đạt được, đối với hắn nó còn có sức hấp dẫn thậm chí vượt trên cả cổ kinh của Cơ Gia và Thánh Địa. Nếu trong khi đối địch có thể ngẫu nhiên kích phát chiến lược gấp mấy lần thì đó cũng là một đòn sát thủ vô cùng đáng sợ. Nếu như có thể dẫn phát huyền hoàng nhị khí ở trên nắm tay rồi lại phát động ra bí pháp huyền bí thì sức mạnh sẽ vô cùng kinh khủng. Cho dù đối thủ có vô tận pháp bảo, cho dù có thần thông vô song thì cũng chỉ có thể một quyền đấm tan tành. Đương nhiên việc tăng chiến lược gấp mấy lần này cũng sẽ đồng thời tăng sức mạnh của thân thể lên cực hạn, đồng thời cũng làm tăng các loại thủ pháp, ví dụ như là thi triển thần thông, như là ngưng khí, thậm chí là cả tốc độ phi hành. Trong mắt của Diệp Phàm, kiểu bí tuyệt đối là vô thượng bí pháp, Chiết Phong nhất bí này hắn nhất định phải đoạt được. Đột nhiên lúc này có một loạt đạo văn kỳ diệu bỗng nhiên lưu chuyển, nó vô cùng thần bí, có thể sánh ngang với tâm pháp huyền bí của Chiết Phong nhưng lại có sự khác nhau, không có âm thanh nào truyền tới cả, mà chỉ có ba động lan tỏa. Nó là một loại thần vận kỳ dị đang hiển hiện ở trên đỉnh Chiết Phong. Diệp Phàm có cảm giác hạt bồ đề trong lồng ngực của mình lại ấm áp thêm vài phần, rồi đột nhiên nó rung lên, hắn đoán là một trong kiểu bí đã xuất thế, cho nên hắn không thể nào tiếp tục tham khảo tâm pháp truyền thừa của Chiết Phong nữa, mà bắt đầu nắm giữ loại đạo vận thần bí này. Không thể không nói, những tiên hiền đại năng của Chiết Phong đúng là kỳ bí vô cùng. Truyền thừa lại không dùng lời nói, cũng không dùng chữ viết lại, mà lấy cả một ngọn chùa phong làm kinh thư. Truyền thừa một trong kiểu bí khiến nó có thể vĩnh viễn lưu truyền hậu thế, thủ đoạn như vậy quả nhiên vô cùng bất phàm. Khắp ngọn Chiết Phong giờ đây tràn ngập khí tức cổ xưa, giống như nó đang xuyên qua thời không trở về quá khứ hơn 1 vạn năm về trước, lại giống như hoang sơn giã tính, chưa từng có dấu chân người, đồng thời có một cỗ khí tức tự nhiên đang lưu chuyển.
Ở trên nhiều ngọn chủ phong ở phía xa có rất nhiều người đang đứng nhìn những biến hóa kỳ dị của chiết phong, không ít người giật mình kinh hãi. Rất nhiều cường giả ở các ngọn chủ phong xung quanh vừa nhìn về phía chiết phong vừa đánh giá bình luận. Rất nhiều cường giả trên ngọn chủ phong khác đều hiểu rõ một chuyện, chiết phong sắp sửa quật khởi, đồng thời có thể xuất hiện một vị đại năng thứ hai trong lịch sử. Không chỉ riêng các trưởng lão của các ngọn chủ phong bị kinh động, mà các vị phong chủ cũng đã phá quan mà ra, nhìn về phía chiết phong xa xa, trong đôi mắt hiện lên những hào quang kỳ dị. Diệp Phàm yên lặng cùng hòa hợp với chiết phong, dùng tự nhiên để gột rửa, dường như hắn đã hóa thành một tảng đá vậy. Ở trên chiết phong, cẩn thận từng chút một đem vô tận thần vận đó khắc sâu vào trong trái tim. Cuối cùng tất cả những cảnh tượng đó đều biến mất. Trên chiết phong lúc này chỉ còn lại một mầm cây và một nắm bùn đất. Hắn như là một ngọn gió nhẹ thổi lướt qua. Cái mầm cây tự nhiên xanh biếc, trôi lên từ dưới bùn đất tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Tâm hồn hắn tĩnh lặng vô cùng, cuối cùng hóa thành một giọt nước, rơi vào cái mầm rồi biến mất ở trong bùn đất kia. Diệp Phàm chấn động, hai mắt sáng lên rực rỡ. Một trong kiểu bí đã hóa thành mầm cây, in sâu vào trong tâm hồn của hắn. Từ dưới đất chui lên hóa thành một mầm cây có sinh cơ vĩnh hằng. Một bí thuật vô thượng mang theo tự nhiên đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Lúc này, hắn lại nhìn chiết phong vẫn là ngọn núi kia, vẫn là dòng suối kia, vẫn là cây cỏ, vẫn là tảng đá. Chẳng gì có biến hóa đặc biệt y như trong quá khứ vậy. Hắn như một đám mây lưu động, lại giống như là một ngọn gió vi vu. Thân hình của hắn như mờ ảo đi, vô thượng bí pháp hiện lên trong lòng của hắn giống như một dòng suối nhỏ cứ lững lờ trôi qua. Diệp Phàm không nắm giữ được tâm pháp cơ sở của chiết phong, nhưng nắm giữ được một trong cửu bí đã đủ lắm rồi. Trong giờ phút này, dưới chiết phong đã tập trung một lượng lớn người, thế nhưng không một ai dám xông vào, cũng không một ai dám bay lên trên trời cao. Tất cả chỉ yên lặng đứng chờ dưới chân núi. Hầu hết tất cả mọi người đều đến bái sư, có ý định gia nhập vào chiết phong nhất mạch. Lúc này không còn một ai dám khinh thị chiết phong nữa, lại càng không có một ai dám coi nơi này chính là hoàng sơn dã lĩnh, tự tiện đi vào nữa. Hầu hết mọi người ở đây đều là những đệ tử kiệt xuất của những ngọn chiết phong khác, thậm chí còn có không ít người thuộc dòng dõi của những phong chủ khác. Lý Nhược Ngô lặng lặng đứng ở trên đỉnh núi, không nhìn mọi người ở dưới chân mà lại nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói: "Ngươi là Thái Cổ Thánh Thể sao?" Trong lòng của Diệp Phàm chấn động, đối phương không tiếp xúc với khổ hải của mình thì làm sao biết được thân thể của mình đây. Lúc này Lý Nhược Ngô nói tiếp: "Thái Cổ Thánh Thể quả nhiên bất phàm, kim sắc cổ hải có đàn sen lôi điện, chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy." Thế nhưng ở trong tai của Diệp Phàm, mấy tiếng nói này lại giống như là thạch phá thiên kinh. Hắn có cảm giác lo lắng bất an, không biết đối phương còn phát hiện ra bí mật gì nữa không. Khối lục đồng vạn vạn lần không thể nào lộ ra ngoài ánh sáng, vạn vật mẫu khí và kim thư cũng không tầm thường, không thích hợp để xuất hiện vào lúc này. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.